Các bạn vừa xem xong video phân tích của chúng tôi. Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một chiếc vòng tay mang tên là Jason Tatum của chúng tôi. Bây giờ các bạn cùng tôi thử nghiệm cách làm nhé. Tên bây giờ mình sẽ ghép tiếp cái phần hạt vòng thì như sao, mình sẽ tiếp tục cho bạn vòng như sao rồi mới từ đầu nhé. Sao màu trắng, sau đó là hạt bông trắng này, sau đó là sao màu trắng này. Chữ Jason chữ Y và chữ gì sẽ là chữ cuối cùng. Đây là một chiếc vòng mang tên là Jason Tatum. Nó sẽ có cái tông màu trắng. Các bạn buộc nó rất là chắc chắn nhất, không thì nó sẽ rất là dễ bị tuột bởi vì cái dây này nó khá là trôi.
Và như vậy thì các bạn sẽ thấy ở đây là chúng ta đã hoàn thành xong cái chiếc vòng tay mang tên là Jason Tatum, tên của một cầu thủ NBA với tông màu chủ đạo của chiếc vòng này là tông màu trắng như này. Và các bạn có thể tham khảo cái cách làm chiếc vòng này của mình sẽ thay thế bằng các cái hạt vòng khác để nhìn sẽ được đa dạng hơn nhé. Hẹn gặp lại.